Tính từ đầu năm đến nay tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 97.000 hồ sơ người lao động đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hiện tại trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết cho hơn 96.800 trường hợp hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng theo quy định. Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát ở Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gặp rất nhiều khó khăn. Đây chính là nguyên nhân khiến số người nhận trợ cấp thất nghiệp tại thành phố tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2021. Theo đó từ nay đến hết năm 2022 cho phép tỉnh Tuyên Quang thực hiện chuyển đổi hơn 500 ha đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn. Tỉnh tuyên quang sẽ đồng chuyển 200 ha đất lúa kém hiệu quả sang đất trồng cây hàng năm, 143 ha chuyển sang trồng cây lâu năm, 44 ha kết hợp chuyển đổi trồng lúa với nuôi trồng thủy sản. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi của các huyện, thành phố theo đúng mục đích, đồng thời phải giữ nguyên hiện trạng hạ tầng, bảo đảm khi cần tái mục đích sử dụng canh tác lúa sẽ thuận lợi. Thưa quý vị, Halloween là ngày hội truyền thống của các nước phương Tây được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Halloween du nhập vào Việt Nam từ nhiều năm nay và được giới trẻ yêu thích đón nhận. Tuy nhiên do những diễn biến của dịch Covid-19 nên thị trường đồ chơi mùa Halloween có phần trầm lắng hơn. Hà Nội đã trở lại cuộc sống bình thường mới sau 2 tháng giãn cách. Các cửa hàng phục vụ cho lễ hội hóa trang bày bán rất nhiều mặt hàng đáp ứng xu hướng của giới trẻ. Tuy nhiên, dù hôm nay đã là 31 tháng 10 Thế nhưng, lượng khách mua đồ cho lễ hội thì vẫn vắng vẻ. Cái đây là trong phim Squid Game. Cái mặt nạ này là kiểu của chức cao nhất, ấy. em thấy nhất rất nhiều người chọn cái mặt hàng này. So với năm trước thì năm nay là ảm đạm hơn khá là nhiều. Tại vì mặt hàng của bọn em thứ nhất là bởi, thứ nhất là vì Covid cho nên là bọn em không dám nhập nhiều. Cho nên là và cũng không biết nữa là các trường và các trường học của các bé có tổ chức các cái lễ hội hay không. Cho nên là mặt hàng năm nay bọn em cũng không có nhiều như các năm trước. Tuy nhiên thì cũng có khá là bất ngờ khi mà biết được là sau một thời gian sau thì các trường cũng có tổ chức như là những cái buổi lễ hội hóa trang nhưng mà online. Ở Hà Nội, phố Hàng Mã là nơi lý tưởng cho những lựa chọn đi chơi hoặc sắm đồ cho lễ hội Halloween. Phần lớn khách tại đây là phụ huynh dắt con nhỏ đi mua đồ chơi. Không khí cũng vắng hơn so với những năm trước. Về đồ chơi thì là rất là nhiều nhưng mà tôi chọn cho cháu ví dụ là mua các cái đồ quả bí này, các cái đồ chơi nó nhẹ nhàng thôi chứ không chọn súng ống mang tính chất bạo lực. Không khí mua bán có phần trầm lắng, chính vì thế nhiều chủ cửa hàng đồ hóa trang đã lựa chọn phương thức kinh doanh online. Ngoài mua đồ trên mạng, thì năm nay nhiều gia đình cũng lựa chọn tự làm đồ hóa trang để con họ vừa được vui chơi vừa bảo đảm an toàn mùa dịch.